Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình. Phạm Nhân ta vô địch trong thế giới tu tiên. Tập 165 Linh Phun Bộ Nam Dư Phòng mô tả nhé. Dì nhì, nhỏ nhìn, mau đi theo ta đi tìm tiên sinh. Thời gian mấy ngày chớp mắt đã trôi qua. Tại tiểu viện Thanh Ngưu Tông, tiểu vô à nghi kỹ chưa, thật sự muốn làm đồ đệ của ta. Nghĩ kỹ rồi, ta phải đi theo dịch phong ca, à không, sư phụ học điêu khắc về trận. Theo ta hợp thì không sao, nhưng quá một thời gian nữa cũng muốn theo ta quay về đồng thắng luôn rồi sao? À đương nhiên không thành vấn đề, à, vừa hay con có thể đi khắp nơi chơi chơi. Được, vậy thì bái sư đi. Qua sư phụ tài thượng, xin hãy nhận tiêu vũ một lạy. Ông một đồ đệ, à Ngô Đào Quân, quên thì sao? Thì ra hắn không phải muốn giết ta mà là muốn nhóm ta làm đồ đệ. Và hủy tất cả bố trí của mình, nhìn thấy tất cả thủ đoạn của mình, chẳng qua chỉ là đang dùng hành động để chứng minh hắn tuyệt đối là có thực lực. Thực lực đó làm sư phụ của mình. Ta tâm phục khẩu phục, sư phụ tài thượng chỉ đã nhận đồ lý như một lạy. đời nhi ngon yêu con. Đồ đệ lại cộng một. Lâu này mỗi ngày nỗi tâm đều phải chịu áp lực ngàn cân, lúc nào cũng cảm nhận uy hiếp tử vong. Thời khắc này cuối cùng cũng an tâm rồi. Ngô Đào à, trước đó hình như ta thường xuyên thấy người vẽ bùa chú. Người vẽ thực sự là không ra làm sao cả. Nè, truyền ra ngoài thì mất market của sư phụ đi. Sư phụ chỉ dạy người vẽ, người phải nhìn cho kỹ đây. Thấy gì chưa? Hả? Ôi trời ạ, à, sức mạnh hàm chứa bên trong lại truyền tống phù này. Có lẽ là có thể trực tiếp phá màn trắng của tiền già đại lục mất rồi. Truyền tống đến nơi tiền giới cũng được ấy không chừng. Ôi ngày ấy thật là, ôi ta không chết mất tuổi. Ai dạ dạ, chỉ là một tấm bùa thôi mà, không cần phải kích động như vậy đâu. Tuy không biết tấm bùa này có tác dụng gì với người, nhưng ngươi đừng có quá lo lắng. Mà lúc ta dạy tiêu vũ thì ngươi cũng đã trong bên cạnh học đi rất nhanh, ngươi có thể vẽ ra được chất lượng như vậy đó. Ôi ra tại sư phụ, ôi thời gian này thực sự là an toàn mà, đây chỉ là cảm giác ôm chân đại thần hay sao, tốt quá rồi. À đúng rồi sư phụ à, hai chữ uống trà làm sao viết đây? Sao tiêu vũ, ngay cả hai chữ uống trà cũng không biết viết hay sao? Chỉ là thì chúng ta ở đây uống trà, đương nhiên nhớ tới hai chữ này, à không biết viết. À được rồi, để ta dạy con. Đi, đi. Tiên sinh không ở đây. Bắt đầu từ địa điểm bị ném xuống khỏi phi thuyền, cho dù chúng ta không ngờ nghĩ đuổi theo tới nơi này, cũng đã gần hết 7 ngày rồi. Người bị trấn hồn đình tấn công chỉ có 7 ngày thọ mệnh. Lẽ nào trời muốn gì chúng ta sao? Gì vậy? Con cảm nhận được không? Phụ thân à, người cũng dễ chịu hơn rồi có đúng không? Lấy nào hồi quang phản chiếu của hai cha con của ta chúng ta sao? Không phải hình như có một mùi hương thanh dịu ở đây. Ôi là trà này giúp chúng ta dễ chịu hơn. Hả? Đi, đây là gì vậy à, mật bút chưa khô. Hả, chữ này là tiên sinh giữ lại cho chúng ta đó. Uống trà. Tiên sinh sớm đã biết chúng ta có nạn này, càng đón được chúng ta sẽ tới vào cái giờ này, mau mau uống trà đi. Tiên sinh đúng là thần cơ diệu toán, tất cả đều nằm ở trong khống chế của tiên sinh. Wow, sự sống đã trở lại rồi. Sức mạnh ấm áp luôn khắp toàn thân, như là dòng sông khô cạn đón dòng suối chảy. Ôi, cơ thể của ta là hồi phục sinh như cũ rồi. Vì để tốt cho mắt của người đọc à, có thể bỏ qua lượt mấy chục hình. Ôi phụ thần à, cảm giác tôi đã tiếc quá rồi. Màu màu gì nhì, muốn có sức mạnh này thử xem có thể ép trấn hồn đinh ra ngoài không. Phụ thần, trấn hồn đinh đã biến mất rồi. Cô ta cũng vậy. Ôi, này là sức mạnh của nước trà trực tiếp dung hòa rồi. Trấn hồn đinh là cái gì chứ? Bá thiến nhất là cái thái gì chứ? Nhìn xem đi, một chấm trà của tiên sinh chớp mắt đó hóa giải được trấn hồn đinh rồi. Tao nhã, tao nhã quá rồi. Tần nữa xảy ra chuyện gì vậy?
Trấn hồn đinh trên hai tên phế vật kia bị người ta rút ra rồi. Cái gì? Vậy phải làm sao? Không sao, chẳng qua chỉ là bị rút ra mà thôi, cũng lắm là đủ tư cách để gia nhập chúng ta, không coi là nguy hiểm đâu. Thần nữ nói phải, nhưng mà hai trấn hồn đinh kia dù sao cũng là bảo vật của Bạch Dương cùng chúng ta, không có nhiều, thần nữ vẫn nên thu hồi về, tránh rơi vào trong tay của người kia. Đó là tự nhiên, đồ của ta nếu không có sự đồng ý của ta, không ai giữ được cả. Trấn hồn đinh, gì à? Qua một thời gian sau, hả? À sao vậy thần nữ? Khí tức của trấn hồn đinh hoàn toàn biến mất rồi. Nà ní, lẽ nào người kia đã sống bởi khí tức ở trên trấn hồn đinh mà ngài đỡ lại ư? Khó nói. Mặc kệ thế nào đi nữa thì người này có thể cắt đứt liên hệ của ta với trấn hồn đinh. Với tình huống ta không hề biết, cũng coi như là có chút thủ đoạn. Hay là hai ta đi thần đi một chuyến đưa người này về? Không còn, hai trấn hồn đinh mà thôi. Người này tuy có chút thủ đoạn nhưng vẫn chưa lọt vào mắt ta được. Để tới lúc cần thiết thì là bắt hắn về làm nô lệ của chúng ta là được rồi. Ở vậy tiếp theo chúng ta ra ngồi một chuyến tất nhiên là phải. Là không thể chỉ lấy ra cái đống sắt vụn này xong là đi được. Phải có chút thu hoạch khác. Nhiệm vụ bắt hải đại lục rộng lớn này chính là tầm bảo. Mặc kệ trong biết cảnh có phòng ấn che giấu gì, hay là trong tay người nào đó, chỉ còn là đồ tốt thì đều đưa về hết cho ta. Thân nữ yên tâm. Bởi vì sự hạn chế của tiền chi quán khai đến phong qua đại lục tiền vàng bao nhiêu năm nay, cũng chỉ có tu vi thập mệnh vò đỡ. Cho dù có một vài đại năng do nội tình và tích lũy nhiều năm, lúc đầu khi tiên tri khải hoàng lại đi vào đại lục tiền già thì đột phá hạ giới hạn. Nhưng mà loại người này vô cùng ít ỏi. Và sự gia tăng tu vi của tiền cấp không chỉ dựa vào thực lực nâng cao, còn có sự vượt bậc của chất. Ôi, con ra âm thấy sắp đột phá rồi thưa cha. Cha cũng vậy, vậy chúng ta thử đột phá xem sao. Tiền nhận tu luyện là tự thân, cơ thể của bọn họ giống như là một thế giới nhỏ, sự thay đổi đều diễn ra ở bên trong. Vì vậy, việc đột phá của hai người không gây ra đồng tình quá lớn. Wow, cố lực lượng này, trong một tích trà đã có với chúng ta ra khỏi trạng thái nửa sống nửa chết. Hơn nữa, chúng ta đã đạt tới cảnh giới địa tiên rồi. Ôi, chuyện này đúng là đâu nhờ vào tiên sinh. Hả? Tiền nhận trở về rồi. Hai người cũng tới rồi à? Tạm kiến tiên sinh. Không còn cách sáo như vậy đâu. Xong lầm. Ôi, ở cứu mạng của tiên sinh chúng ta suốt đời không quên. Lại nữa rồi, sao vẫn chưa thôi vậy? Không phải chỉ là lần đầu tiên đụng mặt đã cứu dịp nhị tôi sao? Chỉ trước đây không còn nhắc lại nữa, không có gì tao ta cả đâu. Không cần để trong lòng. Ôi xem ra tiên nhân, ông quả nhiên đã biết chuyện gì đã xảy ra, nói nhẹ tên như vậy, tiên sinh đúng là tiên sinh. Đúng rồi tiền vụ có còn không muốn rẽ tranh nhân vật hay sao? Với hai cái đại nam nhân chúng ta thì không có ý nghĩa gì cả. Dịp nhi cô nương, mau giúp làm người mẫu đi. Được rồi, dịp nhi sĩ tỷ xinh đẹp như vậy, ta sớm đã muốn vẽ tỷ ấy rồi. Có được không dịp tỷ tỷ? Ôi nói gì vậy chứ, có thể làm cho tiên sinh làm việc cho tiểu vũ của nương là vinh hạnh của ta. Một cánh giờ sau, wow, đẹp dữ dằn. Đúng là tranh của tiểu vũ của nương vẽ đẹp quá đẹp. Bức tranh này quả nhiên ẩn chứa nhiều sức mạnh của đại đạo. Không đùi, không tùy lắm, có điều thần vẫn vẫn. Nè, nếu như thế này rồi thơm cái nét này nữa, vậy mới đẹp nè. Bức tranh này ta ngỡ vẽ rồng điểm mất của tiên sinh. Hiểu lý do ta thơm mấy cái nét này rồi chứ. Ôi mà nó trong tranh vậy mà giống như một cường giả viễn cổ, chỉ ngồi ở đó có thể tỏa ra một luồng cảm giác nghiêng nát thiên hạ rồi. Để thực sự là mình sâu, mình lý nào đã trở thành một cao thủ tiểu thất ẩn sâu. Nếu như gì cô nương thích thì bức tranh này tặng cho cô. Ôi tặng cho ta sao? Thật ư? Phải, một bức tranh mà thôi, vẫn nhờ có sự giúp đỡ của tỷ. Cảm ơn.
À đúng rồi hai vị, cha mẹ cô Tiểu Vũ vẫn còn hai người giúp chăm sóc một chút. Tiên sinh yên tâm đi, đấy là chuyện nên làm. Chúng ta bảo đảm chăm sóc tốt cho nhị lão. Nơi như Tiểu Vũ theo mình về Đồng Thắng thì nhị lão trong nhà của ấy không thể mặc cờ không lo được. À yên tâm đi tiên sinh, yên tâm đi nhé. À hai vị thông thả, đừng có quên chuyện vừa rồi ta dặn nhé. Đến bây giờ tiên sinh vẫn chưa nhắc đến chuyện của Bạch Thiện Nhất kìa. Quả nhiên là không thèm đặt nam ta vào trong mắt. Chà, chúng ta tiếp theo phải làm gì? Bạch Thiện Nhất kìa đến nhà của Tiểu Vũ còn được trước. Thì tiên sinh còn nói rõ cái gì, nhưng mà hai lần này chắc chắn sẽ đi ra chầm nồm cha mẹ của Vũ cô nương. Chà đúng là rất có thể là đang chỉ dẫn chúng ta đến chỗ đó. Không sai. Vốn muốn tu sát lão thất phù dịp nàng đó thì ngay cả sát cũng không tìm được. Thật là kỳ lạ. Ai... Người nói xem, người của Thành Ngưu Tông kia đối đầu với Bạch Thiện Nhất có thể có được bao nhiêu phần thắng? 40, ai không 60% đi. Tùy thổ đoạn của người của Thành Ngưu Tông kia mạnh, nhưng so với Bạch Thiện Nhất thì vót tay một cái thì khiến cho người tàn ta thành trò bụi, sợ rằng còn kém một chút. Huống chi nàng ta lại đại diện cho Bạch Dương Trần Cung, ai biết sau lưng nàng ta cũng có 10 mạnh hơn hay không chứ. Lẽ nào người Bạc Hải của chúng ta sau này đều phải làm nô lệ sao? Nhưng mà chúng ta lại đi tìm cái vị của Thành Ngưu Tông đó đi. Bỏ đi, người ta căn bản không phải là người Bạc Hải dù vào đầu mà tham gia vào sóng gió của Bạc Hải chúng ta chứ. Vì đó chắc chắn là hiểu rõ thực lực của Bạch Thiện Nhất hơn chúng ta. Nói không chừng sớm đã đi rồi. À được rồi, vậy thì tiếp tục liềm lão thất phụ Diệp Đăng ra đi. Tốt xấu gì thì cũng phải tù sát cho hắn chứ. Tên Diệp Đăng này cũng đã qua lâu rồi, dù sao thiên ngộ thì nghĩ rằng thần quyền với vị kia Thành Ngưu Tông thì không cần lo sợ gì nữa. Cuối cùng lại rơi vào kết cục như thế này. Bốn người các người làm cái gì vậy? À, Diệp Đăng, người chưa chết sao? Tại sao lại chịu chết? Nhưng mà các người đã trúng đinh trấn hồn rồi sao? Sao lại không có một tí chuyện gì xảy ra vậy? À, cái thứ đồ chạy còn nhìn đến trấn hồn gì đó có tác dụng gì chứ? Cái bộ dạng thảm hại của người ở trong vi thiền của người lại không giống những lời nói này. Các người tông xấu gì cũng là chủ của một tông, đừng có mà giống như một cái chứa trái chứa đỡ như vậy chứ. Một cái đinh trấn hồn con còn thiền lòng cho các người nhông nhánh như vậy sao hả? Bọn ta cũng có việc, còn nói chuyện phím với các người nữa, đi thôi đi nhi. Dân. Ôi là đi địa tiên đó, tên đó đã là địa tiên rồi. Thọt chết còn trực tiếp tăng lên một đại cảnh giới luôn. Nhưng mà hướng bộ họ đi là vị kia của Thành Ngưu Tông.